Alo, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Virus. Đây là một cái video tôi làm ngay sau khi The Reaction Rap Việt tập 13, mùa 3. Và chúng ta như tiêu đề chúng ta sẽ nói về vấn đề mọi người khá là đề cập nhiều và nhắn tin hỏi tớ về chuyện liên quan tới bài hát của Rider. Và có một cái thông tin mà cáo buộc báo rằng là bạn ý đạo nhạc. Chúng ta bây giờ cùng xem. Tớ đã được chuẩn bị một cái file khá là dài và tớ đã hiểu ra, được đọc xong tớ đã hiểu đó là nào là có bài đó sẽ giống một cái bài tên là Melody của As Iceland. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe. Tớ thực ra là tớ chưa nghe luôn nha. Và sẽ có một clip TikTok này, sẽ có một vài cái thông tin ngoài lề chúng ta sẽ đề cập. Đầu tiên là cùng nghe nhé. Thế là tớ để full màn hình luôn nha mọi người, cho tiện. Và cũng may là tớ tách cái video ra để nó dài hơn, không nó đỡ mất cái nhịp mạch nó sừng đặc biệt nhé mọi người. Đây, tớ bật ra trước rồi nó chạy đấy, nó không để ý. Đây tớ sau đi mọi người, tớ nghe thử, mọi người cùng tớ nghe thử. Ok, hình như đoạn nào đoạn rap rồi. Tớ nghe lại bài của Rider đã, hình như là tớ cũng bị quên rồi. Nghe thử lại này. Mỗi lần dây vào cái việc đạm đạo, từ mọi người tớ định hồn định hình đó, tự nhiên tớ nghe cái bài kia đọc tự nhiên tớ biết là tớ nghĩ cái gì nữa. Từ mình phải thật là bình tĩnh để dùng một cái từ ngữ nó thật là chuẩn xác, không dựa vào cảm xúc quá nhiều mà thật là minh mẫn. Ok. Ây à. Ok, bây giờ chúng ta sẽ notepad qua cái này. Đây, tớ đã viết một cái như này đi để mình nốt lại những cái điểm mà chúng ta thấy thế nào. Có lý là tớ sẽ vẫn luôn luôn công tâm đấy mọi người. Tớ là người reaction, tớ nghĩ là tớ sẽ không để một cái... Tất nhiên tớ đã nói là tớ rất quen, tớ rất quý cậu ấy, nhưng mà cái chuyện nào trong chuyện này chúng ta sẽ cùng sán xét và cùng đưa ra cái nhận định trên một cái thông tin chuẩn mực luôn nha. Ok. Đầu tiên thì có một cái mà tớ nhớ lại cái điều này, tớ đúng không nhỉ? Một đó là này, nếu các bạn để ý kỹ nhá, thì tớ nhớ rằng khi xem rap Việt ý, thì là producer đưa beat, người kia viết trên cái beat đó, đúng không? Ok, chúng ta vứt cái flow đi. Quy trình sẽ là producer đưa beat này, thì rider nó mới viết.
cái hòa thanh nó sẽ là chứ rồi mình lậm luôn hai bài từ từ thành cái bài melody rồi từ. Chúng ta sẽ không thể không đưa ra một cái giải cái giả định là vì cái vòng hòa thanh giống nhau cho nên là cái kiểu viết nó sẽ giống nhau. Cái vòng hòa thanh nó như thế này. Đúng rồi, và với cái tempo đấy thì rất khó để viết khác. Ok. Vậy cái giả định một đầu tiên là quy trình mà producer David thì Ryder viết lên. Vậy nếu giả định xảy ra thì là work up có thể là mượn ý tưởng đấy. Tại sao tôi nói là mượn ý tưởng chứ không phải đạo nhạc? Là bởi vì có thể đây sẽ là một cái, tức là như này, cái luật đạo nhạc ấy, cái đánh giá đạo nhạc ấy thì đã có rất lâu rồi, và vấn đề này vấn đề rất nan giải, trên thế giới nó rất nhiều, bạn ở Hàn Quốc cũng đạo rất nhiều, châu Âu cũng đạo rất nhiều, các thế giới đi mượn nhau là chuyện bình thường nhá. Nhưng cái mượn ý tưởng ở đây thì tớ hơi lo một chút. Và nếu các bạn để ý cái bố cục beat ấy, thì là beat hơi giống nhau nha. Ok, A này, hai là beat là giống về bố cục này. Các bạn nghe tại sao tớ nói này, bây giờ mọi người nghe lại nha. Các bạn không nghe cái phần hát của Ryder mà các bạn nghe cái phần piano nha. Mọi người nghe cái hai hết rồi. Cái này đúng. Khác ở điểm là đây là nó dạo bằng tiếng keyboard, e-keyboard thì phải, với một chút tiếng guitar mảnh mảnh. Nhưng khi vào hát thì nó bằng kích luôn, nhưng cái kích hơi giống này. Bố cục beat này đâu? Màu beat giống này. Mọi người nghe cái flow kích à? Mặc dù là có một vài điểm nhấn hơi khác nhau một xíu, nhưng mà nghe đúng là ok. Giả định nếu mà theo quy trình rap Việt thì producer David bây giờ vậy là work up có vấn đề, có thể mượn ý tưởng. Ok, và cái này option 2 sẽ là option 2 đi, nếu như mình không đứng quy trình đó mà là Ryder đã biết sẵn đi thì có thể là Ryder viết trên nền beat này, nhưng work up lại bị phối tình cờ giống, đúng không? Đây là option 2, trường hợp thứ hai. Ok, beat thì giống một cục, nhưng mà có một cái tớ để ý tại tớ đang xem cái việc sắp thì là lời khác nhau. Ok, giờ chúng ta melody. Tí đây tí. Ok, cái kia là gì? Nếu mà tớ đánh bằng giọng nào. Tớ quên kia rồi. Tớ lại. Ok.
Vậy là nếu như so về việc kết luận dựa theo kiến thức và luật và những cái gì mà chúng ta đã từng nói với nhau là giống 8 nốt nhạc liên tiếp hoặc là bốn mấy khổ đấy, cái này các bạn search trên mạng sẽ có nhỉ, thì bài này có đạo hay không? Nếu mà theo luật pháp tôi nghĩ là không cách nào nói là bài này đạo được. Trước hết là về phần melody, cái đạo ấy, đạo nhạc ấy, tớ đang nói về một cái luật chuẩn mực nha, đó là hình như là 8 nốt liên tiếp giống nhau, thì một cái là một cái bài của Asa là kiểu, còn cổ loại được là các bạn sẽ nghe một vài nốt giống và một vài khác, nhưng theo quy chuẩn của luật ấy là 8 nốt liên tiếp thì không đổi đấy, đúng không? Có thể là mức đó là cảm hứng, cảm hứng sáng tác và mất ý tưởng. Đây là một phần rất là quan trọng, bởi vì nếu các bạn không đi học sáng tác mà tự sáng tác bản thân ấy, thì có rất nhiều kiểu tập viết, về viết trên nền beat, nghe một bài hát viết trên một cái vòng hòa thanh đó, và khi họ nghe họ sẽ có hơi lơ lửng như vậy. Thì nếu mà những người thì không đi học ấy, thì họ sẽ rất khó để thi triển cái hòa thanh mà cái chủ đề riêng cho riêng mình chẳng hạn thế. Nhưng mà thực sự là tớ thấy rằng mọi người phẫn nộ thì cũng là có vấn đề một xíu thôi, nhưng mà tớ vẫn phải khẳng định đó là không, tớ không liên quan đến việc tớ có bảo vệ rider hay là quen biết không nha, nhưng tớ đang nói trong công tâm nhất là theo luật đạo nhạc chuẩn mực là 8 nốt liền nhau thì không. Nhưng mà tớ đang thấy có một cái sự ý tưởng nhẹ ở đây, bởi vì cái beat, bố cục beat là một và kiểu phối của gấp cùng với cái giai điệu của Rider viết. Cái rõ nhất là cái rõ nhất là cái trống với cái hi-hat ấy. Chát với cả cái mọi người nghe cái là giống giống chỉ khác là Woke Up sẽ dùng piano để đánh cái nền. Thứ vậy là chúng ta đã thấy rất rõ ràng là giống nhau về bố cục này, rất giống về kick và hi-hat này. Vậy nếu trước hết chúng ta ghi là vậy nếu như theo luật đạo nhạc thì đây không phải đạo nhạc. Thứ nhất là nếu theo luật đạo nhạc thì đây không phải đạo nhạc các bạn. Tớ chưa nói là ai đạo cái gì nha, theo luật chứ nha, là đây là tại vì 8 nốt liền nhau là không có rồi này. Cái hòa thanh giống nhau là rất dễ biết rồi, hòa thanh giống nhau này. Ok, vậy chúng ta nói một cách nôm na về tư cách cá nhân, có thể là sẽ một option, sẽ có những option sau đây. Kết luận đó là một là sáng tác dựa trên beat. Đấy, đúng không? Vậy là cái kết quả đầu tiên đó là A là sáng tác dựa trên beat và B sẽ là beat đánh dựa trên beat đánh theo beat đánh à không theo cảm hứng bài hát rồi Rider sáng tác trên lên trên.
đó option 1 là sáng tác dựng nên beat là có thể như vậy. Option 2 là beat đánh theo cảm hứng bài hát, tức là có thể work up đánh trước khi rider viết. Tại vì work up và đánh như này thì rider nếu giả định nha. Nếu giả định work up tớ nói giả định thôi, work up bảo là ê anh thích bài hay lắm, anh thích cái màu lắm. Anh sẽ đánh cho em nghe ở đây cho anh em beat và cái bài gốc đây. Thì khi nghe bài gốc thì rider nó sẽ bị hơi hướng về chỗ này. Cụ thể thế nào thì trời đất và hai người làm nhạc đó biết, Hoàng không thể biết được. Chúng ta đưa giả định thôi. Vậy là đây đúng không? Vậy là rider sáng tác dựa trên beat, hai là work up beat là đánh theo cảm hứng bài hát rồi vứt cho rider ê anh thấy cái này đó đúng không? Trường hợp thứ ba là vì quá bí tưởng. Trường hợp thứ ba là chọn luôn bài và remake lại. Đây trường hợp thứ ba. Đó. Đây là ba trường hợp ngoại lệ. Đúng không? Mọi người hiểu ý không? Đây chúng ta phân tích thử. Vậy tổng kết lại thì nếu theo quy trình chúng ta nhắc lại, nếu quy trình rap Việt thì producer đi beat, rider mới viết lên thì work up là có thể mượn ý tưởng. Và nếu rider viết sẵn thì rider là người viết trên nền beat này là mượn ý tưởng. Work up có lại tình cờ giống. Đúng không? Nếu có như work up không biết. Còn nếu work up cũng biết thì cả hai bị lớp là giành đánh giống là chuyện bình thường nha. Nha, là chuyện rất dễ xảy ra. Hai beat giống về bố cục, rất giống về kick hi-hat, chúng ta phân tích cả lời bài hát khác nhau, melody khác nhau. Khác nhau ở đây là không khác nhau là vì nốt đi hơi khác nhau, hòa thành giống nhau. Nếu như theo luật đạo nhạc thì là đây không phải là đạo nhạc, đúng không? Vậy có thể ok. Vậy trường hợp này là nào? Nếu mà các bạn chót quên thì tớ sẽ nhắc cho các bạn có một cái bài mà chúng ta đó là We Don't Talk Anymore. Và chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng. Bây giờ quay trở lại đi. Bây giờ nếu như cái này nó chỉ nằm ở việc đó là các bạn nghĩ thế nào thì nó sẽ là thế đấy. Đúng không? Các bạn nghĩ là đạo nhạc thì nó là đạo nhạc. Các bạn nghĩ thế này thì nó là thế kia. Tại vì tớ đứng ở giữa, tớ không thể phân định được. Tớ sẽ phải dựa vào luật pháp, yếu tố, nguyên lý công bố. Bây giờ tớ sẽ nói tư cách cá nhân. Đầu tiên, đó là chuyện đạo nhạc là chuyện rất nhạy cảm trên thế giới này. Có hàng tỷ vụ kiện xảy ra, tại vì các bạn có đi kiện ai cũng chả kiện được. Thứ hai là các bạn có kiện được đến nữa, chưa chắc tòa đã giải quyết được. Thứ ba đó là ok, giả định đi là cũng có kiện đi thì thực tự theo luật là rider không đạo nhạc. Đây tôi đang nói theo luật nha. Ok, cuối cùng vậy các bạn sẽ hỏi tôi là ê anh, vậy việc mượn ý tưởng hoặc là ăn cắp ý tưởng chất xám có phải là đạo nhạc không? Không, hai việc này là việc khác nhau. Tất nhiên cái từ đạo đây có nghĩa là gì? Tức là ăn cắp, lấy cắp, copy vân vân mây mây. Nhưng cái từ đạo nhạc theo nghĩa đen chuẩn mực ấy, mà để quy về tội hoặc là độ đạo nhạc theo luật ấy, thì không nhỉ, là không suy xét được, đúng không? Thứ hai đó là vậy mượn ý tưởng nó có xấu không? Về cơ bản ấy, nó có không tốt không thì đúng hơn, nó không có xấu nhưng thực sự là nó không tốt. Điều này nó giống như là khi các bạn viết một bài văn ấy, mà các bạn có một người viết văn hâm mộ ấy, các bạn sẽ đọc người đấy rất nhiều và lối viết văn của bạn tình cờ sẽ hướng theo người đấy sáng tác xem. Nhưng nếu như rider cố tình lấy bài này mà remake lại, đấy là điều xấu không? Theo góc nhìn của tớ rất công tâm nha, thì theo tớ ấy, đó là quyết định của anh ấy. Và cái kết quả là khi mọi người tìm ra phẫn nộ,
Đây là nếu giả định em mới mượn ý tưởng thì nó sẽ là như vậy. Đây, kết quả này nó dẫn đến được gì? Chuyện thất thiệt hay chuyện được lợi là em ý chị, đúng không? Đó là một quyết định tốt hay xấu, các bạn nhìn kết quả sẽ biết ngay, kết luận sẽ biết ngay. Và nếu nó là theo tớ thì, với cá nhân tớ thì tớ nghĩ việc này không tốt nếu em chủ động làm như vậy. Không trách được đâu mọi người. Đối với các bạn mà sáng tác nhạc ấy, composer hay producer ấy, việc đi tìm các câu cú, thậm chí là đánh piano này, mà muốn có một cái câu hay hoặc thanh hay, bắt đầu đi học. Tức là các bạn vẫn phải đi học, vẫn phải đi học ở trên mạng, học các boy band khác đưa cho nhau đó. Và cuối cùng tôi đã nói, tôi muốn định là một cái, đó là việc rider có đạo nhạc hay không là do quan điểm của mỗi người và góc nhìn của mỗi người. Cho nên tớ nghĩ rằng là quyền quyết định sẽ ở mọi người, và tớ chỉ phân tích dựa trên bố cục âm nhạc, melody cho mọi người biết thôi. Hai bài này có nghe na ná giống nhau không? Giống. Giống thế nào? Giống vãi cả trường. Nhưng chuyện có đạo nhạc hay không lại là một vấn đề khác nha. Chúng ta rất rõ ràng, tử tế nói chuyện nhau ha. Ok, chúng ta sẽ đến với một vài cái. Tớ có đọc qua một vài cái ảnh mà các bạn đã chụp cho tớ về các comment, về phản ứng của cộng đồng mạng, thứ. Thì thực ra như này, tớ chia sẻ với mọi người này. Chuyện các bạn ghét ai đó, thích ai đó không có vấn đề. Tự do ngôn luận. Không có vấn đề gì cả. Các bạn có ghét tớ hay không, tớ cũng đang rất công tâm để xử lý mọi việc. Nhưng tớ thực sự là nêu quan điểm cá nhân. Tớ không thích lắm với một vài người. Đó là không nói với mọi người nói chung nhé, nhưng tớ thấy có một rất vài người. Tớ đọc một cái post, đó là có một người chủ động nhắn tin cho fanpage của Ash Island, và chủ động nhắn tin cho các người liên quan ở bên Hàn Quốc, vân vân vây mây. Thì thực ra tớ nghĩ là thứ nhất là mọi người hơi xính ngoại là một. Thứ hai đó là các bạn cũng phải tự thành ra bản thân đi. Các bạn đã nghe Assassin trước đây không? Không có. Nó giống như là các bạn sẽ là một cái fan lâu ngày ấy. No, tất nhiên rất nhiều người nghe bài nhạc này. Nhưng mà cái cách thể hiện về phần nội thông tin là làm tớ không vui lắm về chuyện như kiểu là. Theo tớ nghĩ thì ok, việc rider sai thì bạn ấy phải chịu. Và đấy, chịu đó là việc các bạn kết luận và các bạn nghĩ là đây là đạo nhạc hoặc các bạn không, như tớ đã nói, kết quả của mọi người. Nhưng mà việc mà chúng ta cố gắng cho những người nước ngoài biết là ở trong chuyện này là thế này, trong chuyện này là thế kia, thật ra đối với tớ là điều không tốt lắm trên cương vị cá nhân nha. Một thế giới không có gì hoàn hảo cả. Và mỗi chuyện xảy ra, người làm đấy người chịu, người xử lý rồi chịu. Chúng ta có thể enjoy âm nhạc, ca nhạc đâu mọi người. Đúng không? Chúng ta không dùng với nhau của Sơn Tùng 210 triệu view. Các bạn nói gì có giống Don't Talk Anymore không thì cũng 210 triệu view. Chẳng hạn như thế. Thì cái chuyện mà chúng ta, ví dụ như là chúng ta viết lời, tớ cũng thế này, tớ đã từng viết lời Việt trên nền nhạc của Trung với F10 chẳng hạn, một lời tớ biết. Cover, remake, ghi rất rõ, chẳng hạn như thế. Thì ok, quay trở lại tớ đã nói, thì đó là phần tớ không thoải mái lắm. Còn đối với Rider thì nếu như trời đó là chỉ có trời đất, trời biết, đất biết, World Cup biết, Rider biết thôi. Nếu nó không phải thì nó không phải, nếu nó phải thì nó phải. Và dù như thế nào, bởi vì không ai biết cả, nên các bạn nghĩ thế nào nó sẽ là như vậy. Giờ chúng ta sẽ xem qua một cái clip đây mà tớ đã gửi. Rapper Hàn Quốc, name is Jae Kyun. 얼마 전에 베트남 힙합 팬한테서 이런 DM을 받았어요. 이 노래가 한국 노래를 베낀 것 같다. Đạo văn không, cái là đạo nhạc nha mọi người, chứ không phải đạo văn nha. Tại vì phần lyric khác nhau. 그래서 어떻게 생각하냐? 한번 들어볼게요. Đây, các bạn thấy không? Tớ chưa thèm nghe phần instrumental luôn nha. Tớ chưa thèm nghe luôn, nhưng mà tớ nghe trích rồi tớ đã biết là tớ đã ghi rất rõ. Đó là cái kích và hi-hat rất giống. Thực sự là tớ nghĩ là trường hợp gọi là cao, trường hợp xảy ra gọi là rõ ràng nhất ấy, có thể lớn nhất ấy, thì sẽ là Rider viết trên cái beat này.
nhưng Woo Wap không để khác đi mà anh hơi giống nữa. Đấy là trường hợp gọi là cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng nào thì tôi nghĩ là do mọi người quyết định thôi. Igon Hanguk-e rapper Asia Island-e Melody-raneun gogeul geunjanghi mani chayonghan geo gatyeo. Neomu mani chayonghul hetta-raneun senggagi dneyo. Jeoneun geinjeogoro V-pop-e geunjanghan big fan-roseo igoneun jom jeongeoraneun senggagul habnida. Vietnam-edo dege jeon gokdeuri manaseo jeoneun geugeotdeureul cover-reul haeseo olrilyeogo haeyo. Apuroneun Vietnam-eseo deo originality-ga isneun gogi mani naeseumeun jogeseumnida. Bye bye. Đấy, bất tử nào cũng giống rồi, bất tử nào cũng giống. Bất tử nào, ta 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 ta. Thật ra cái hòa thanh này các bạn nghe ở mấy cái bài của Big Bang của GD cũng biết đấy. Hòa thanh này. Bài quá xa rồi, nó sẽ như nào ta? Đó, bây giờ trường hợp cuối cùng là có thể là mơ lý tưởng, nhưng mà các bạn làm ví dụ kiện củ khoai, kiện mắt, kiện đâu. Nó sẽ đạo nhạc hay không đạo nhạc. Nhưng mà có mơ lý tưởng hay không như thế nào đấy, các bạn thấy đấy. Còn quyết định của mọi người, đấy là chốt của cái video này. Tớ nghĩ là tớ đã giải trình một cách rất là rõ ràng, và những người không biết về nhạc cũng sẽ hiểu được ngay. Và chúng ta phân định ngay đâu là đạo nhạc. Và đâu là thế này, đâu là thế kia. Các bạn có không thích cái việc mơ lý tưởng không? Chuyện bình thường. Các bạn thích là bình thường, đúng không? Nhưng chúng ta nên rõ ràng mọi việc, hay chúng ta cũng không nên là tại vì tôi thấy rất nhiều comment như giống như kiểu là các bạn sẽ là một cái fan rất là lâu ngày phẫn nộ và Assassin. Không, các bạn phải thừa nhận với tớ đi, các bạn phẫn nộ vì các bạn không thích Rider, không vấn đề, các bạn có thể tiếp tục không thích Rider. Bài nhạc nào hay các bạn nghe, những cái việc mà chúng ta cố gắng phơi bày những cái việc không tốt của chúng ta với thế giới thì với những các bạn nước khác thì đó điều tớ nghĩ là không nên. Đấy là một cái cách cư xử thông minh, tớ nghĩ là khéo léo một chút. Tất nhiên các bạn là fan ruột, các bạn gửi cho chẳng có vấn đề đâu, nhưng mà tôi thấy nhiều quá nó không hơi kỳ. Nhưng mà chúng ta cũng đừng né tránh cái việc là ok, chúng ta ghét người ta, chúng ta không thích thì không vấn đề, tiếp tục thôi. Chúng ta cứ công tâm, tớ rất chuyển, tớ lại càng công tâm, tớ lại vừa phải ở giữa để phân định mọi thứ. Ví dụ khi tớ làm clip này, có thể những người bạn không thích Rider sẽ không thích tớ, bởi vì tớ không quy chụp đúng như mọi người biết. Mà có thể những người mà thích Rider cũng sẽ không thích tớ, bởi vì tớ nói những cái thứ cũng hơi quá mà không như bọn ý. Cả hai bên không thích tớ cũng không sao cả. Quan trọng nhất là ok, công tâm. Đó là reaction của Vidus. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người tốt lành. Thế nha.